người uh, nhấn like cái like stream giúp luôn nha Cảm ơn anh em nhiều Mình bị ngủ quên <laughs> Coi xong trận Coi xong trận uh, Hồi chiều cái mình uh, Mình chở xoài đi ăn Xong rồi uh, Về tính nghỉ ngơi tí rồi suy mãi về Nằm ngủ hơi quá giấc xíu Bà nội nó chán thiệt chứ <laughs> Chẳng thấy biết là gì không coi có tiêu với Genji hoài <laughs> từ năm ngoái tới năm nay coi tí với Genji coi hoài à, à. thôi đáng hy vọng có được một cái trận đấu kiểu như gì nó khác khác kiểu tí quanh Hanurai Sport đánh trận chung kết nhánh thắng nghe nó cho khác khác chút xíu lại tí quanh với Genji chó gì <laughs> mùa xuân mùa xuân cũng y chang mùa xuân cũng cây ti ti quanh rau hai ba hai ti quanh cũng genji hanoi sport cũng nắc bạc 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 giờ lại ti quanh genji oh chung kết nhanh thắng nữa mua xoài mười nghìn đồng chúc anh lu stream bình an yên lành trong ánh hào quang của mười phương chư phật ôi ừ, oh mày chết nha cảm ơn em nhiều lại đánh tiếp mua trước y chang mà cũng chung kết nhanh thắng thì quan genji cũng giờ cũng chung kết nhanh thắng thì quan genji con đường đến thì nó hơi khác tí một cái tỷ số cái vòng trước nó cũng vậy cũng khác gì nó ít 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 nhất là cái những cái trận đấu giữa T1 và Genji nó có một số kết quả khác biệt nó còn nó còn đỡ hơn không ít nhất là nó còn đỡ hơn so với lại Jin Đông Billy ở bên kia nó 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 vẫn đỡ hơn là 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 Zindong, Billy uh, mỗi mùa của uh, LBL giai đoạn gần đây. Bây giờ theo anh em nghĩ bây giờ mình hỏi ý kiến các bạn trước nè. Mình hỏi ý kiến các bạn trước bây giờ chúng ta lại quay lại với kịch bản 361 ngày hả? Anh em nghĩ sao? Và cho các bạn một cái bầu chọn nè. Đó. Mọi người nghĩ sao? Chúng ta lại quay trở lại với cái mặt truyện là đội mạnh nhất 361 ngày trước trận chung kết tổng hay là lần này câu chuyện sẽ khác? 2023. Cảm ơn Hùng nha. Đúng, Genji đang có cơ hội làm được việc đó. Ok, nếu như các bạn hỏi mình uh, phân tích về trận đấu này thì mình sẽ mình sẽ làm điều này ngay bây giờ. Phân tích Quân nha, mà chưa mà tới dự đoán đâu. Pháp sư giúp Lu mua xoài 5 đồng. Mới nghe đòn BCS năm <laughs> sau lên 10 đội tự dưng giờ toàn xe đồn, có mặt toàn cười. Tây Tây không? Cảm ơn Quân nha Rồi Thứ nhất là mình thấy có một cái điểm chung Của T1 và Genji Sau hai trận đấu của hai thằng này Ở vòng 2 như sau Thậm chí là ở ngay T1 ở ngay vòng 1 Cảm ơn Nguyên nha Ờ à, cái điểm chung ở đây là hai đội này đều không có một giai đoạn early game thật sự tốt hai thằng này đều không có một giai đoạn early game thật sự tốt hòn, tức 5 là cái khả đồng. năng mà nó bị Đón, người ta hồ, dẫn xuân, trước 2, 000, ở trong giai đoạn đầu 19, game 2000, khá cao cảm ơn tí hon nha tên nghe dễ thương à. À, hai đội này có khả năng bị dẫn trước trong giai đoạn đi đường khá cao điều này đã diễn ra trong hai trận bo năm gần nhất của họ Hùng, nhưng cái điểm tốt 5 của hai thằng đồng. này là cái thứ FKG nhất KG là biết cách 19, hạn chế biết cách hạn chế cái khoảng cách bị đối phương dẫn trước nó không có bung nhiều quá, ở trong số trường hợp nó giữ trong khoảng cách là có thể chấp nhận được. Cái thứ hai là cái macro của hai thằng đều tốt. Anh Phan giúp Lu mua Tốt ở trong đồng. việc kiểm soát mục Faker tiêu. Đặc biệt là con Baron ít thấy ai nhắc pha đó vậy đó, anh Phan nhé. Faker thì nhiều pha lắm sao mình nhắc hết được. Cái uh... cái khả năng đánh xoay quanh Baron của Genji và T1 đều khá là tốt. Thì thực ra đây là cũng đều đương nhiên thôi, đây là hai đội thành tích tốt nhất của LCK trong vòng uh, vài năm trở lại đây cho nên là cái kinh nghiệm của hai đội này xung quanh cái việc xử lý Baron á thì nó đều tốt. Và đây cũng là hai đội đang thể hiện được rằng là hai đội này có khả năng macro tốt nhất ở tại thời điểm hiện tại. Thì các bạn cũng dễ dàng nhận thấy là ngày hôm nay Hanwha Esports có những thời điểm Hanwha Esports vượt trội hoàn toàn luôn ván 2 là một cái ván ví dụ kinh điển cho tới việc cầm linh hồn rồng lửa là linh hồn rồng lửa là cái linh hồn rồng có tỷ lệ thắng cao nhất trong số các linh hồn rồng nó cầm linh hồn rồng lửa mà nó không thắng được nó không lăn cầu tuyết được để rồi nó xử lý một pha baron pha baron đó là pha baron bị sai ở cái điểm là ngưng sát thương nó bị tuổi hanoi sport nó bị một vấn đề là khi mà các bạn quyết định ăn baron đó, các bạn phải quyết định rất là rõ ràng là ăn luôn 50-50 trừng phạt hay là buông ra để đánh. Nếu như các bạn buông ra để đánh thì các bạn phải ngưng sát thương Baron rất là sớm. Tức là bạn phải ngưng ở khoảng cách an toàn là phải là từ hơn 3.000 máu. Nó phải ở tầm hơn 3.000 máu. Thì các bạn đã phải ngưng Nếu mà lúc đó là xác định là ok đây là pha mà tao sẽ ngưng Baron để tao đánh ra. Thì phải là ngưng ở tầm 3.000 máu là phải ngưng rồi. Tại vì từ cái tầm 3.000 xuống 1.200 là người ta có thể bớt rất là nhanh nếu như bên kia nó lao vào được thì nó bớt nó bớt nó tung đam để nó kéo xuống được một ngàn hai máu rất là nhanh và khi đó các bạn còn chưa tính đến chuyện là trong cái lúc mà đánh nhau ở gần hang baron nhiều khi là tên bay đạn lạc kỹ năng định hướng này nọ các thứ aoe các thứ nó nó dính vô con baron thì nó sẽ đẩy máu con baron xuống tới ngàn hai thì khi đó thì có cái cơ hội để cho thằng rừng kia nó trừng phạt thì cái pha baron của tụi hanoi nó sai chỗ là nó ngưng đam baron trễ quá máu của baron thấp quá rồi thì lúc đó mà lại ngưng để cho thằng kia nó nó vô thì lúc đó là sai rồi, pha đó là bị sai rồi. Cho nên là cái điểm ở đây là rõ ràng là Hanwha Sports nó cũng chưa đủ cái bản lĩnh ở trong như tình huống quyết định như vậy. Thì đó là cơ hội để cho Genji nó lật lại. Tức pha đó tức pha đó mà nó đến đúng cái ván hai mà thắng là cái câu chuyện là vô đúng bài của Lu rồi. tự nhiên tụi Gen tụi Hanwha Sports nó bị điên sai dòng thời gian. Pha đó thắng một cái là giờ về vô thế một đều là bắt đầu dần co dần co đánh tới ván năm Hanwha Sports thắng rồi đúng là cái kịch bản của lưu vẽ rồi ai giờ đánh tới rồng lửa ăn một baron tới baron thứ hai bị cướp thì lúc đó chỉ là còn là ba không thôi ván hai mà bị như vậy bị đối phương lên hai không ở cái thời điểm đó thì ván ba còn làm gì còn tinh thần để đánh ấy là chỉ có ba không thôi đó là cái 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 đặc điểm cái sai của tụi Hanwha Sports đó thì nó cũng thể hiện cái điểm mạnh của tụi Genji là Genji nó giữ được thế trận rất là tốt để nó ở trong thế có thể giật lại được. chứ mà chứ mà họ cái ván hai đó mà Hanwha Sport thắng như kịch bản của Lu á là sau đó thì Hanwha Sport sẽ vươn lên dẫn trước 2-1 ở ván 3. Rồi ván 4 là Genji nó sẽ có một cái ván đấu hủy diệt để đưa trận đấu tới ván 5, tới ván 5 là Hanwha Sport thắng. Bay có cái pentakill trong ván 5 nhưng mà Hanwha Sport vẫn thắng. Rất tiếc, một kịch bản nó cũng đẹp nhưng mà nó cũng đéo xảy ra tại vì Baron còn 2000 máu hay ngưng. Ôi. Bố mày thua. <laughs> mà cái <laughs> ngưng, nó ngưng xong rồi nó để nó vừa đủ tầm trừng phạt chứ rồi quay trở lại với T1 và Genji thì hai thằng này nó có một số điểm giống nhau trong khoảng thời gian vừa qua là đi lên không phải là quá mạnh tất nhiên nó vẫn có những thằng đi lên mạnh nhưng mà nó cũng không phải lúc bây giờ nó cũng như bạn thấy Chu Vi Chu Vi bây giờ đâu còn là vua đi đường nữa đâu SLE coi vậy mà y chang đi cây đánh kỹ năng cao mà macro như CC suy ra năm ngoái hai tháng các bạn thấy không? cá versus Kingdom bú cúp của Uibu chú R cứ óp não đánh như dối theo ý của ngài thôi. Ừ, về lù Đó các bạn thấy không? Ngày hôm nay Chovy bị thằng ZK gáp lính hoài luôn. Đâu phải là Chovy cứ đè ZK ra là ăn đường đè ZK ra là ăn đường để mà thắng đâu. Tức là Genji vẫn bị đối phương đè đường như bình thường vẫn có khả năng thua đường như bình thường nhưng mà vẫn đánh macro tốt thì nó rất là giống với tiêu anh trong trận đánh với kt với trận đánh với dk đi đường không mạnh nhưng mà macro tốt để có thể gỡ game lại và đặc biệt là những cái pha xử lý xung quanh baron của hai đội này thì đều đều ở mức độ cao độ chính xác cao đánh chuẩn đã là buông baron là buông rất là sớm test đam nó là test đam test đam để còn khoảng chừng nửa máu baron là ngưng rồi còn ăn thì là nó là ăn chứ không phải bị nửa nạt nửa mở như mấy thằng hanwai sport hay là macro ngu như mấy thằng dk Hùng giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Cân hiên tài đát su qua manh. T1 khả năng thua cao lam A. Vô tới trận chung kết nhánh thắng rồi. Thật sự quá mạnh hay không? Bây giờ mạnh thì lấy cái gì để nói là bây giờ thì Genji mạnh hơn Tiêu Anh. Trong khi là ai cũng nghĩ là cây ti nhỉnh hơn đó. Bây giờ cuối cùng là Tiêu Anh thắng đó. Thì lấy gì để đảm bảo là Genji mạnh hơn? Bây giờ vô tới đây thì nó là 50-50 còn gì nữa. Đây làm gì còn có chuyện có đội mạnh hơn. Dấu tên 083 đã uy scan 5000 đồng. 0, 8, 3, anh nha. Anh hay chọn cân 1 DC vào. Tình hình hiện tại thì cái trận chung kết nhánh thắng này làm gì còn đội mạnh hơn nữa. Thật sự mà nói là mình không hề nghĩ rằng có một đội nào mạnh hơn vượt trội trong cái cặp BO5 này. Vô tới đây rồi. Anh gửi dự đoán chưa chưa? Bên LCK tiếng Việt hình như là chưa có gửi cái link dự đoán thì phải cho anh mình chưa dự đoán trận ngày mai đâu nha mình không biết như nào ngày mai đánh sớm với anh em ngày mai, ngày mai là thứ bảy đó. mai sẽ đánh sớm bữa em sẽ kể tiếng việt chưa gửi lên dự đoán mình chưa dự đoán trong đầu trong đầu trong đầu mình bây giờ cũng chưa có chưa có dự đoán luôn hiện tại trong đầu mình chưa có dự đoán dấu tên 203 đã uy scan 10.000 đồng e thầy guma kêu tên một co ve cktzra thằng một là thằng guma nó nói lộn hai là bên uh, content dịch lộn mình xin nhắc lại một lần nữa nha không có đội nào tại lck có vé hết cái mà các bạn coi trên lck tiếng việt ngày hôm qua thì một là nói lộn hai là dịch lộn chứ chưa có chưa có đội nào có vé hết anh chưa có vé genji chưa có vé chưa có đội nào có vé hết genji còn chưa có vé thì làm sao tiêu anh có vé Đấy, ok bây giờ để mình giải thích cho các bạn là là ngày mai là ngày mai đội nào thắng sẽ có vé vậy nha Ngày mai trận đấu giữa T1 và gen Ai thắng trận BO5 đó Sẽ auto có vé đi chung kết thế giới Nó chỉ là vé 1 Hạt giống số 1 Hay là hạt giống số 2 thôi Ngày mai nha Ngày mai nó sẽ là như vậy Đội nào thắng Sẽ có chiếc vé đầu tiên của LCK Đến với chung kết thế giới Nhưng chưa biết nó là vé 1 hay vé 2 Còn ở thời điểm hiện tại Thì chưa đội nào có vé hết anh Phan giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Thằng Kỳ Ngân nó được có một hai game ở CKTG 2022 <laughs> giờ bị ảo Aatrox pick đánh mắt ngu. Không phải là ảo Aatrox. Mà là hiện tại là con Aatrox nó mạnh, các bạn hiểu không? Đừng trách thằng Kỳ Ngân tội nghiệp. Mình nghĩ là tại vì đơn giản là tại vì hiện tại có Aatrox là con tướng mạnh. Một là các bạn lấy, hai là các, các cả bạn cả cấm. Chứ nếu như Lúc không ai lại không cấm không có lấy thì phải khác. thì không chứ chứ được. Bây giờ thì lại 361 thôi anh ơi mặt cười quan ơn Quang nha Không phải là nó nó muốn Thực sự đợt, mình nghĩ không phải là Tất nhiên vẫn có Mình nghĩ là vẫn có Lý do là nó rất là muốn đánh Tại skin của nó mà Nhưng vấn đề là bây giờ Con Atrox nó rất là mạnh Bắt buộc phải lấy thôi Hùng giúp luôn mua xoài 10.000 đồng Cần vào chung kết tông la co luôn tràn cây ti dài bài hạ a E thay cây tì còn một bài danh hoai Cảm ơn Hùng nha Một bài Không thực ra cây Gọi là bài vợ thật ra thì ở cái giai đoạn vừa rồi của LCK mình cũng không thấy có đội nào có cái lối chơi gọi là đặc biệt khác biệt thi thoảng thì sẽ có một số cái bit sớm lạ hơn một tí thôi chứ còn về mặt cơ bản về lối chơi bài vở của mình cũng không dạo này cũng không không cảm nhận được một cái sự khác biệt gì về bài đâu các bạn thấy có ai nó mạnh không mạnh vãi lờ luôn hồi chiều các bạn coi đi ván nó mấy vào ván hai đúng không ván hai nó rất là giống một cái ván mấy cái ván bên trận cây tivi t á có tróc nó cứ bình, bình 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 bình, giai đoạn đi đường nhưng mà tới giao tranh cái nó bổ đường cá, cái cái là tới tự tự, nhiên thấy bên, bên kia nó thua A tróc nó mạnh lắm hai chấm hai chấm đóng ngoặc đơn chấm quan thầm phít nha a tróc nó rất là mạnh tất nhiên nó không phải đảm bảo là một trăm phần trăm tỷ lệ thắng nhưng về mặt cơ bản đó là con tướng hiện tại rất là mạnh. Dấu tên 559 đã uy scan 5.000 đồng. Đỡ viết Katie chọn STK La Dung hay sai trong ngày hôm nay. Quang 559. Cuối cùng thì KT chọn Tiểu Anh là sai rồi. Dấu <laughs> tên 233 đã uy scan 5.000 đồng anh lưu cho em hỏi tại sao nhung ban to chút dài tu esports toi bong ra ho không đua bang chung cu đờ ve một roi hay một tiên thu ve nhung viết bi su phát vay anh voi like tay nha cho like để coi vấn đề cái lý lý do thứ nhất ok mình sẽ nói về chung chung nha đờ, với ban tổ chức của một giải đấu kể cả là esports hay là bóng đá thì họ không phải là tòa án các bạn hiểu không và thậm chí là ngay cả là tòa án ngay cả là tòa án nó vẫn sẽ có những vụ gọi là sự kính. Cho nên là mình mình sẽ không mình không phải đưa ra nhận xét nha, mình chỉ đang giải thích cho các bạn thôi, cuộc sống hàng ngày nó vẫn sẽ có những cái sự việc mà có những cái quyết định nó được đưa ra mà người đưa ra quyết định người ta có quyền, đơn giản nói là người ta có quyền, người ta có thể không cần giải thích gì cả. đó là cái quyền của người cầm quyền, quyền của người ra luật, quyền của người hành luật, quyền sinh sát của người ta. Đó là cái một cái điều cơ bản rồi trong cuộc sống này thì có những thứ mà nó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Cảm ơn Hùng nha. Cho nên là các bạn nhiều khi là có những có những trường hợp đó các bạn sẽ thấy. Tất nhiên là khi mà các bạn đứng từ góc nhìn của người ngoài hay góc nhìn của người scan cụ thể trong trường hợp đó các bạn Chàng sẽ thấy nó là ừ kiwuma, tại sao lại bất công như vậy tôi bị xử mà sao tại sao tôi không tôi không được kêu oan tôi không được kêu oan tôi không được xem bằng chứng không... người bên ngoài ở ừ, sao không cho tôi biết quy trình xét xử như nào nhưng thi thoảng nó sẽ có những điều đó xảy ra và các bạn không làm gì được cho xoài xỉu luôn một mình đã từng nói với đầu, các bạn rồi mà anh có thể vì em mà dự đoán mai cân 3 không tên một không anh năn nỉ anh đó hưu hưu không không sao hôm nay em lại em làm như vậy là em làm khó nha Yumi anh chưa bao giờ vì nhận tiền với bất kỳ một cái giá trị nào mà anh đưa ra những kết quả để là theo ý của người donate cả nha Yumi có thêm một con số không vào thì câu trả lời của anh vẫn là không nha Yumi anh chỉ đưa ra dự đoán theo đúng những gì mà anh nghĩ thôi anh sẽ không bị xoay chuyển về tiền nghiêm túc nha Yumi để lát tính nha đã đang nói vụ gì rồi Anh Phan giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Ngày Cảm mai thần sấm đái lên đầu Baran. ran. À, rồi câu chuyện nãy đang nói. Tại vì đây nào mình kể lại, mình kể lại cho các bạn nghe một lần nữa. Chính bản thân Riot tất nhiên là cái đơn vị mà đưa ra cái quyết định vừa rồi ở tại VCS và Riot Bắc Mỹ ở cách đây 7 8 năm gì đó không phải là cùng một cá nhân hay cùng một cái nhóm người đâu nó sẽ là hai đơn vị khác nhau nhưng về phía Riot đã từng có một sự vụ nếu như các bạn google thì các bạn sẽ sẽ google những cái cái cụm sau uh, Riot Games Renegades R E N E uh, G A D E S team Renegade thì đã có một cái sự việc như thế này là Renegade là một đội tham gia vào giải đấu LCS tới một thời điểm bên phía đó đưa ra một thông báo xử phạt Renegade Nhưng không có bất kỳ một bằng chứng cụ thể nào Hay một cái luận tội cụ thể nào được đưa ra cả Mà chỉ đơn giản Riot nói là Tao nhận được tố cáo từ một bên Và tao xác định là ok Sai, đội sai, đội sẽ bị phạt Chấm dứt câu chuyện không được cãi, không được kháng cáo. Ngay lập tức thi hành án trong vòng 24 giờ bán slot. Ha. Đó. Đã từng có một cái trường hợp như vậy rồi. Và như mình nói với các bạn, à, <laughs> sân chơi, một số sân chơi nó sẽ là sân chơi theo luật của bên phía ban tổ chức. Các bạn sẽ phải chấp nhận. Thì đã từng có một cái tiền lệ như vậy Và tất nhiên những cái câu chuyện như thế này Các bạn có thể thấy ở cả những bộ môn thể thao khác chứ nó sẽ không phải chỉ riêng là esports hay là liên minh huyền thoại ví dụ như thì mình kể với các bạn ví dụ như về về bóng đá đi đúng không bóng đá ok đội sai cầu thủ sai thì cầu thủ và đội sẽ bị phạt nhưng ban tổ chức sai thì sao trọng tài sai thì sao à xin lỗi nha các bạn nha à, chúng tôi rất là hối tiếc về cái quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng không tốt đến mấy anh em phấn đào của trận đấu vừa qua nhưng mà <laughs> mẹ các bạn chứ <laughs> thì trong cuộc sống thi thoảng nó sẽ có những cái 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 sự việc như vậy và chúng ta không cách nào phải phải chấp nhận thôi đó còn câu chuyện của SBC thì mình xin thưa với các bạn là mình cũng giống y như các bạn mình thấy được cái thông báo đó và giờ bây giờ mình cũng chỉ biết như vậy thôi chứ mình cũng không biết thêm bất kỳ một thông tin nào cả